một xà cúc cúc nghi tâm thành, một xà cúc cúc nghi thì ông hoàng thơm minh lại lâm
sông hoa lại nhớ tới hoàng. Tiệc vui hôm nay chúng con đón rước ông mười. Nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc để các con mời là mời giữa quan hoàng người xưa. Các con mời giữa quan hoàng quỳnh tiễn chuông chén rượu đào. Tuần à học các cô nâng mời là mời giữa quán mười xưa. Các cô nâng mời giữa quán hoàng mười xưa. Tám bôi tay giót rượu đào dâng lên đình vua, dâng lên ta một đình thần tam tứ phù. Thưa huy sân mời là mời ông hiên tam tuần tuần chúng hiên tam tuần 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 thank you.
mưa bao nhiêu hạt ông mười ông thương kỳ họ đặng đặng của ông mười bay nhiều gây bao thương mình cho các gì nhung ước ao vô được đi. Nhất tâm mà bà gì cho thỏa mong bao tháng ngày đào tiên như trăng soi đến trường thần tiên sư nghệ quan hòa lực danh kiều nghệ an ngược xuôi ai đây đi bờ giữa
cũng đã cho người trần thế. Không kém trẻ già,
châm đồng nghi nhân linh linh khắp gần gần xa xanh xanh tiếng đồ
tô tô thiền ngoại hàn sơn tử gia bàn án chú chú thanh đảo khách thuyền 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 này đổ bê đêm cô an nghe vang vòng vòng bên tai tiếng chuông chùa đền Hàn Sơn đổi tiếng hò khoan hò khoan chân chân cô bước xuống thuyền khoan du hò để khách nhất vàng lỗi này tại
cô cả cô hai để cô bơ vò vò sớm chiều trong đông hoa đào còn đời gió thờ cô ấy ngự
xin đi tầng tầng mây. Tiến lên rừng nhà cô về đến tiến lên rừng nhà, rừng lên tam bảo mười phương chỉ rừng nhà từ miệng từ bi dâng nha, miệng từ bi niệm rằng chư Phật hộ trì mười phương về đầu thắp một tuần hương. Bách bộ nàng hoa cô sai, bách bộ nàng hoa nghe lời Phật thay bước chân xa đầu Phật thay xa đề đề chú đến chung Phật thanh sáng đến chung bước lên tam bảo phù dung đôi đường cô về tiệt mục thuần thuần nhà. Mi tiết đông thiên cô đường về đông tây quạt gió đông phong nghi quạt đông ba đây thỏa lòng chợt thế gian nghĩ nghĩ chín lại thương tới thanh đồng tình ta tình tình ta tình ta ta tình tình ta đẹp lạ đẹp lùng lùng ở đâu xa sao mà đẹp đẹp lạ đẹp lùng lùng chi chi điên điên trong đền sóng cô mới dài cây quế giữa rừng cô đẹp như cây quế giữa rừng hương ca cây nào ngạt thơm ba lừng khắp bốn phương tình 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 ta cho cổ sao được được vậy vậy ầm ầm mi nó cho vô thuốc may bạn đi tốt đồ cho an ni lành lành trà lễ cô nó đỏ hài bang 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 tây đông đông đi chút nào ấy
Uyên sư. Uyên sư cô già ngự ở trên thiên ninh tàu. Tào Uyên xưa xa được thiên tào, bởi xa chết ngọc ngôi cao đế để thành ra hồi cung xanh tây xanh tây tiên cảnh bồng bồng ai tả lòng ngữ hồ. Thank you.
diều sắc lục ngà, mẹ say ba sát trẻ diều cổ ngào ngạt bắc hà cơm làm mắt sạc thấy là đi. Thấy là dây xôi ngũ sắc cục trà tuyết xa đi. Giật hải sao cố bắt ngàn vượt xuôi sau sắc sau dợn sóc bay hòa bàn lá đắng trên tay thong dòng nhẹ gót đường mấy cũng trở về. Cô trở về sơn khê tấu dọc tàu đá đài mẫu đồng mẫu vương châu cung đệ nhất ngọc đường thề nguyện cứu độ muôn phương dân lành. Khách hữu tình thiên cơ bệnh khổ lòng chỉ thành mẫu độ cô thương dù ai bệnh hạt bất thường đang đang cay ngàn độ kêu khẩn đều linh dù ai một già kinh thành lập lập đà loạn giá phục hành hầu cô. Đổ cho con tu khóa lễ được tròn thì đi cô mới vẽ con được bọn đi con qua tạ ơn cô thương họ đặng cô cho phần bao đi hè đồng về ra tứ thời bát tiết đằng đằng nhà con thấy hoa lọc nước cửa đi và bụi ca hầu xong vân này cua cho lồng lồng vào như nước đã ơn đình thần con đã ơn đình thần cho con được hưởng phước dài lâu. Là xa cô ban khen cho họ đặng đặng giỏi ra một tay sắp đặt các việc rõ ràng không không sai đã nhất tâm lại không không có tiếp tục sức tiền tài đầu xuân bởi cô loan ra phải đúng văn bài như hôm nay. Đừng có lay
để cho bông hoa nở hương bay cả hương đưa về tới đông đảo sông làn da trắng hồng hào của thành cô chim trời ca hát lưu lô bao nhiêu bức thú cũng đổ xô về châu khó lắm thì mới chấm chấm được một người như ghế của cô rừng rừng kia thay lá bao lần nước nước kia nước nước cứ chẳng chẳng nghĩ ngần ngần đường tuôn 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 nước nước đi cho đã thêm buồn nước nước đi đường có về buồn hay không hay nước theo thì sóng phiêu bồng chứ đâu có nhất nhất giả nhất nhất một lòng như ghê cô cô chơi khắp hết ba miền đến châu thượng để xem các nàng tiến hải đảo hôm nay là ngày tất niên ngự đồng thì đẹp lịch sử xiết xiết là bao làm cho các cô tiên nữ bỏ cả hải đảo ra xem xưa mẹ thì cũng như con một nhà trường kêu ca sao mà vất vất vả bởi căn căn phần nì số cả mình cao kiếp xưa cô chép nâng biến rõ ràng đổ cho cây đức vững vàng tốt đi tươi quả phúc đi thọ an lành lạy cô
nhất ni tâm. Sơn lâm mi phúc minh lòng tràn đầy, xin nơ cô bổ thí cho người chân gian ai mà biết phép cô ngàn ni. Cô đồ cho buôn bán ni lòng vàng đầy kho. Con tâm thành khất ni nguyện cô cho như ta lễ ta đừng ghi vờ ta quên. Nếu ai muốn quên ni cô cứ để cho mà quên ni, của cô mất một cô sẽ bắt ni đền thành ba tiền cô linh ứng thành là giờ đi xa đàn thất thất ý cô đã chịu chơi. Giật đi ai cô không nghĩ muốn trả lời hành cho đau ốm mi đứng ngồi không yên. Cô hành cho giờ dài giờ điên đi chẳng ăn đi chẳng uống đi ngày đêm thân thân thờ tội vì chẳng biết phép cô phải mau mau sám hối phục nghi thờ thành tâm. Trung nghi sầu thì voi ngựa thuyền ni dâu kinh dâng nghèo thì chỉ cốt tâm thành trước nghi sau cố đổ trong người phân ni vẹn mười. Dâng lên ta bao mười phương độ trì, tay dâng nhang biệt niệm từ đi. Sớm chiều hồ bê nặng chiếu lưng đèo ý nghĩa. Chiều tà thì mây trôi
trong đời nơi cô đẹp làm sao. Anh nghe đôi điện tỏa sáng lúc linh trong đời nơi cô đẹp làm sao. Soi khắp hết hết các tòa sơn trang, nào hồ đông các cụ nàng tiến nhạc đón cô về đàn hát vui thêm tiếng nghi xây tiệc nhạc vang dền. Vui sao vui quá, thú cầm cũng về theo. Chờ chờ cô đi, rồi nhiều điều lắm lắm lối. Nay đâu cô đi. Đôi này đi cho đôi này thôi. Đôi núi bao la, lên ngàn bố hai bông hoa. Hai hoa mà về đến đây, biết bao nhiêu thành đồng đang chờ cô ban khen. Biết bao nhiêu thành đồng vỗ tay cô ban khen. Trần gian ai biết cô nghe ngàn tôi linh. Trần gian ai biết cô ngàn tôi. Về làm về hồi mùa, về cô vui mùa ca. Sương trang tôi linh, hài hoa dạo chơi khắp nơi. Chim oanh véo con giờ chơi tất tiếng ca mừng vui. Ngày lành trong năm mới, chim nên bay giờ chơi. Vui hót hót liêu lo vang mừng bướm bay là đời loan sáng về đây trong khúc nhạc vui chung con dân lời ca. Ôi cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên sang, cô yêu kiều sang, cô yêu kiều, cô hết nụ cười làm ngất ngây chân xa. Mà ngày hôm nay loan sáng cho nhà nhà. Hát
Nói ra chắc tiền, nghĩ cho chân ngôn từ.
hai tay nâng bước bạch đào cậu bé hoàng quỳ tấu. Cậu về tham xét bản đền, xem rằng đệ tử đen nhạc thế nào tấu lên bắt bảo tam tào. Khai quang dòng nhan thập cờ diều cầu hoàng, trước đền trung ngã tích tăng cũng giảng kịp phùng phùng hoàng. Thật 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 thanh chua thiên trung trung vương, ca lăng thật ra ân từ bi lân lân chức sinh cố ngã kim đỉnh lệ khai cuông và chứng đệ trung. Cờ diệu lộng hoàng chứng đến trung ngã tích tích tăng cũng giảng kỳ phục hoàng. Thật 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 thanh thanh chua thiên trung trung vương,
biệt ta tiếng đàn ta tình ta cậu uống trên rượu đánh vang cờ cao thật là cao tình sang tay tiên chuộc trên rượu đào nhất tuần sơ nâng lên ngọc các cô nâng mời là mời rước cậu hoàng sư chuộc trên diều đào nhị tuần tuần á nâng lên kịch mẫu các cô nâng mời là mời rước cậu hoàng sơ tam bôi chút chút in trên diều đào dâng lên tam tuần tuần chung dâng lên để ngọc thêm mới dâng mời là mời cậu nhiệt tam tuần tuần chung a chung chung biết như ta ba con chén đầy chén với ba chén rượu đào có chén đi đầy chén cơ vui đến vui phủ từ giây cậu mới vui đi đặng là người thành kinh nhất tâm độ cho thoát ách chậm chậm luôn luôn mọi loài tình giản giản lên núi thiên thai thấy đôi loan phượng xoài chín na non ta non á non ăn xoài chín non ngàn dặm xa xa đường cậu đi ngàn dặm dặm xa xa thừa nhà tay thảo bút đi hoa để bài bát một mình cậu hoàng cơ con cá bạc xương vây ngoài bát đi hài cơ con sầu sầu vàng quần đi khúc còi nam dương thank you.
cúc văn nghe lệnh cổng truyền. Cúc văn nghe lệnh cổng truyền, đàn thì đàn mà hát cứ hát, đàn thì đàn mà hát cứ hát, hát hay cầu mời cho tiền. Tiết tháng ba ngày mùng ba tháng ba là ngày rũ mông. Mộng lên ba rồi đường đèo la đi, mộng sai cầu đi, cầu đi chậm chậm linh đầu đội treo cưỡi con ngựa bạch vài ba một đôi đèo. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.